Rồi, ok nha các bạn nhé. Mình đã dọn dẹp xong cái chỗ đặt bẫy rồi nhé. Bây giờ mình cho loa kêu thì chờ cả nhà nhé. Xem có cút không sao nhé. Các bạn bị cút thì biết địa hình nào có cút là chỉ trong vòng 1-2 phút là cút là có là nó ra luôn đấy. Con này máu chưa, có vẻ nó đang muốn chọi nhau một cái loa này, xù lông xù đầu ra này, rất là này, rất là bổi, rất là sung này. Đấy, các bạn nhìn thấy nó xù lông rất to chưa, ơi mắc đấy. Các bạn thấy bẫy mình nó quá quý, nó gọi là không, nó cái vòng thòng nó không bị trơn đấy, được trơn đấy. Nếu mà thòng nó mà trơn thì bẫy mấy ai con nữa không biết, là một con to một con nhỏ, con nào các bạn có biết là con nào là con cái nào được không đấy. Vâng đó đấy, các bạn thấy chưa, cái bẫy nó mà nhạy ấy, một phát là được hai con luôn rồi đấy. Đấy à, phủ rồi, phủ luôn. Đánh nhau. Đấy, nhảy chưa? Mình đánh nhau luôn. Nó không dính con to, dính con nhỏ à. Đấy, chứng tỏ là cái bẫy này mình không để không để ý nhá. Một được có 2 phút dính hàng ở đây. Mình đợi đến 8 phút mới ra gỡ. Đấy, còn này mắc luôn. Còn thằng cha này đả nhau luôn, a phủ luôn ở trong bẫy, mổ nhau. Hôm nào mình đặt cái cung bẫy nhảy hơn, cái này khả năng là nó lâu rồi, nó rít thì nó hỏng rồi, đánh nhau luôn. Rồi mời các bạn theo dõi tiếp nha. Cái bẫy này nó mà nhạy thì một phút nó mắc phát là dính luôn, nhưng mà đây nó kém quá.
Một em cả nhà ơi, có hai con ra bắt mỗi con thì quá nhiều. Đấy quá, mình tưởng một con rồi ra rồi. Đóng này mày chết đi rồi. Chết rồi. Mắc thằng quá. Chết rồi, mắc hai thằng rồi nhà ơi. Mắc đôi luôn. Một thằng ở nhà ấy. Không một đôi được, được hai thằng. Ui. Còn quay không? Đây, cả nhà nhá. Chờ bẫy tiếp nha cả nhà, được một con này. Lấy bẫy ở dưới bãi khoai mì sắn kia kìa, có một đôi nó vào nó đánh nhau đấy, các bạn thấy được đấy, không dính, được một con. Giờ mình chuyển địa điểm mới đây. Đấy, khu vực này nghe thường cút nhiều nè, lâu lâu thì không bẫy. Đặt xong là thấy cút nó tập thòa, các bác thấy chưa? Nào. Một con xuống. Úi giời, cái bẫy mắc rồi. Bẫy này mình cũng mua lâu rồi, nó quá cùn luôn này, không dính. Mình như bẫy cút rất là nhiều hôm, tại cái bẫy nó quá cùn ấy, nó chim cút nó chui vào nhiều mà không dính này. Nặng thế này. Con này biết là cút cái sao nhỉ các bác nhỉ? Bụng cườm cườm ở cổ này. Rất là sung luôn này. Nào mình sẽ đặt cái bẫy, cái cung bẫy khả năng lưới là dính nhiều hơn. Này con nữa này. Đây chắc là một cặp luôn. Đó, thú này. Đó, một đôi luôn. Ui xời này. Xem cảnh này mà nhìn mà tức này. Đấy, mắc rồi nhá. Nào, bắt thấy chưa? Nào, thấy chưa? Thòng không kéo nhỉ. Quá chán luôn. Đó, rồi. Ui giời. Rồi. Chui qua khỏi thòng luôn. Này. May mắn, ngày này là ngày may mắn của nó. Thấy chưa? Nó mắc nước. Đấy. Nó không kéo, kể như cái thòng nó không kéo ấy. Đấy. Đấy. Vâng. Đen, quá đen, quá đen. Đó, nó mổ con quăng quăng rồi. Đấy.
bẫy, mình thấy lâu mình ra mình ngó ấy, là chắc là nó thấy nó chạy mất nó không dính. Kẻ lâu mình mà không ngó nó còn dính ấy. Đấy. Các bác xem thấy cái bẫy mình kém chưa? Thòng bao lần thì không dính. Thì nó không, không kéo, không thít dây ấy. Đấy, nó mổ cái loa kêu con này. Thấy chưa? Nói mình cũng xin chào các bạn ở video này nhá. Em lắc một video bẫy cút, lần sau mình sẽ dùng bẫy sắc hơn, nét hơn để bẫy cút cho các bác xem. Thank you.